Trung Kiên Audio xin kính chào tất cả anh em. Em test với một cái bộ dàn chung của hãng Panasonic. Con này model của nó con SA-NS75MD. Bộ này thì nó đời khá là cao, có giải mã luôn em nhá, để giải mã từ TV xuống qua cổng quang. Đấy, ngoài ra thì nó vẫn có thể chơi được điện thoại máy tính qua cổng 3.5 phổ thông, hoặc là có thể kết nối với các thiết bị ngoại vi như cục thu Bluetooth để anh em biến bộ dàn thành bộ dàn cũng có Bluetooth được các bác nhá. Đấy, và các cái tính năng của bộ dàn thì nó có chỉnh super bass và tính năng chỉnh một số hiệu ứng equalizer. Đấy, còn về phần đĩa của bộ này thì nó cơ thì vẫn thấy nó ra vào ok. Đấy, tuy nhiên mắt của nó thì nó không đọc các bác nhá. Đấy, cho nên thì em sẽ bỏ qua tính năng về phần đĩa, em chỉ bán với các bác với hai chức năng em vừa mới nêu, là chức năng chơi điện thoại máy tính qua cổng 3.5 hoặc là chơi Bluetooth nếu như anh em mua thêm cục thu. Đấy, cục thu nó sẽ có dạng như này đây các bác nhá. Đấy, đấy, còn và tính năng thứ hai là tính năng chơi giải mã từ TV xuống qua cổng quang. Đấy là hai chức năng em giao lưu với các bác, còn các chức năng phụ thì em bỏ qua. Và bộ này loa thiết kế của nó là loa 3-way, chuẩn 3-way luôn nhá, chứ không phải là 3-way như kiểu là các dàn mini đâu. Đấy, loa hình thức đâu, mà chuẩn 3-way luôn. Ở phía trên, phía trong, đây là loa super bass, đây ở phía trong các bác nhá. Đây, em quay đây, các bác nhìn ở bên trong nhá. Đấy, có một cái loa nữa ở bên trong này. Còn ở giữa là loa check, còn dưới này là loa chung. Đấy, mỗi một loa là phụ trách một giải âm. Đấy, tách bạch nhau chứ không phải là chung chung như kiểu là những dòng loa 3-way như của mini đâu các bác nhá. Tiếng cực kỳ lạ, hay luôn và ấn tượng luôn. Bass ra bass, chung ra chung và check ra check. Đấy. Và cái dòng này thì 100% các mã về thì đều bị mục gân. Thì em đã tiến hành là thay thế gân cho các bác chơi rồi nhá. Anh em yên tâm hoàn toàn không phải lo lắng về vấn đề mục gân nữa anh em nhá. Để về chỉ việc chơi thôi. Đấy. Rồi. Bây giờ thì đầu tiên thì em xin phép được test một cái đoạn nhạc remix để cho anh em cùng trải nghiệm một chút xíu cái chất âm của cái bộ dàn cho các bác cùng nghe nhá. Phục vụ chuyên giải bass ở phía trong này. Đấy, cho nên là tiếng của con này nó rất là sâu luôn, bass rất là sâu các bác nhé. Loa ở dưới cùng thì nó chỉ phụ trách mỗi trung âm thôi. Đấy, loa này phục vụ chép và loa này phục vụ bass. Đấy, hai đến ba đường tiếng rõ ràng đấy các bác nhé. Đấy, và dàn này chơi giải mã ok. Em test chức năng chơi giải mã ở nút digital này các bác nhé. Đây, giải mã quang từ TV xuống. Đấy các bác nhé. Đây các bác nhá. Trước khi hướng dẫn qua cái cách chỉnh equalizer thì đây nó có em hướng dẫn thêm, mà có cổng nữa, cổng AUX2. Thì ở cái nút này nó có 1/2. Đấy, anh em chơi AUX1 là chơi cổng sau. AUX2 thì anh em sẽ cắm cổng trước để anh em chơi nhá, nếu anh em thích cắm cổng trước. Nhưng mà thường em sẽ cắm cổng sau để cho nó gọn. Đấy. Rồi còn giải mã các bạn nút digital này. Đấy, quan tâm hai nút này thôi cho em. Còn chỉnh equalizer thì nó sẽ có các nút như sau. Đây là nút super S, super là nút super bass. Có thể tắt hoặc bật. Đây mid mid này. Mắc này, đấy, su bass đây các bác nhá. Đấy, để mắc thì nó sẽ bass rất là lực. Thế còn equalizer thì các bác ấn nhầm nút có chữ là EQ, viết tắt của equalizer. Bao gồm nó có phần như disco này, anh em xoay đúng rồi nhá. Normal này, flat là cân bằng này. Heavy, heavy là lên trên check cao này. Đấy, cái lia sót này em mở to để các anh em cảm nhận nhá. Đấy,
hay ở heavy hoặc disco thì tiếng bass, tiếng chắc lên nó rất là mạnh luôn. Đấy là cái cách chỉnh của dàn anh em nhé. Ngoài ra nó có cả 3D AI, tức là chế độ theo ý mình. Đây, tăng từng giải một nhá các bác nhá. Đấy, tăng từng giải ở nút lên xuống này. Đấy, nó có nút lên xuống này. Đấy, tăng giải bass này, tăng giải chắc này. Đấy, cái này anh em về mò nhá. Đấy, nó cũng dễ thôi, anh em về mò là được. Còn em cứ để hiệu ứng hiện sẵn này cho nó dễ chơi. Rồi, ok anh em nhá. Bây giờ em sẽ quay hình thức của dàn cho anh em cùng nhìn nhá. Đây là cái căng của dàn. Đây. Nói chung dàn này thì em nói luôn, hình thức của nó thì nó đẹp nhưng mà không được đẹp xuất sắc. Cho nên em sẽ có giá để gọi là giá bán rẻ tốt cho anh em chơi nhá. Đây, em mới quay hình thức của loa luôn cho anh em cùng nhìn luôn. Đây các bác nhá. Cạnh này thì em bao đẹp này. Đấy, cạnh trên cũng tương đối này. Đấy. Mặt trước này. Đấy, loa thì đã được thay gân, anh em yên tâm chơi nhá, không bao giờ sợ mục gân nữa. Bao hành bảo hành gân đến 5-10 năm chả hỏng gân được nữa các bác nhá. Đây, cạnh của loa đây, để em mở ra cho các bác nhìn luôn. Đấy. Đấy. Thùng máy của con này rất là đẹp luôn, trời sương ít lắm, không đáng kể. Mặt trước các thứ là đẹp các bác nhá, mặt trước của loa và âm ly cũng tương đối là đẹp. Trời sương rất ít thôi. Đấy. Đây cạnh của loa đây. Các vết đùm đùm trắng trắng này là các vết bẩn bụi đây các bác nhá. Em vệ sinh nó chưa kỹ. Cái chỗ này đề can nó hơi phồng lên một tí ti này, một chút xíu ở phía sau nhá. Nói chung nó không hoàn hảo thì em sẽ có giá tốt cho anh em chơi. Những cái bộ như này thông thường thì anh em đang bán là trên 3 triệu hết. 32, 34, thậm chí có bác bán tận 36 tùy từng anh em. Nó đuôi phía sau. Đây cổng giải mã đây, anh em chưa giải mã anh em cắm lên nhá, đây. Cắm một cái dây giải mã vào đây. Đấy anh em cắm vào đây để anh em chơi giải mã nhá. Và em sẽ bịt cái lỗ này lại bằng một cái cục này nhá anh em nhá, bịt lại cho đỡ bụi. Đấy anh em về chơi anh em rút ra nhá. Đấy. Còn dây AUX các bác cắm vào đây nhá. Dây AUX đây, ví dụ AUX 1 này. Còn dây loa đấu đúng màu trắng, xanh, đen, đỏ giúp em nhá, đấu đúng màu hộ em nhá. Đấy, đúng màu em. Phải đúng màu nó mới ra chuẩn tiếng được. Đấy, thùng back loa tương đối là vùng vắn này các bác nhá. Đấy. Nói chung là dàn này ở mức độ là khá đấy các bác nhá, không quá xấu đâu ạ. Đấy, e căng đầy đủ luôn. Đặc biệt là có giải mã anh em là loa TV rất là ok. Đấy, anh em có thể chỉnh các chế độ nhạc theo ý mình. Mình thích nghe ít bass, nghe nhiều bass, mình thích nghe bass anh em tắt nghe này. Bởi cái dàn này thực ra mà nói nó có khí độ loa super bass. Đấy, cho nên anh em nên tắt cái này đi này. Đấy, để off luôn. Để mít luôn. Thì nghe cái âm bass nó sẽ dịu dàng hơn và dễ nghe hơn. Nó vừa phải, nó không quá mạnh. Dàn này thì em sẽ giao lưu với tất cả các bác và anh em với mức giá chỉ 2.600.000 đồng. Và giá trên em miễn phí giao hàng toàn quốc luôn cho anh em luôn. Với các đơn hàng các bác đặt hàng giao hàng theo hình thức chuyển khoản đủ. Đấy. Còn các bác mà đặt hàng mua hàng theo hình thức chuyển cọc thì với các con dàn chung như này anh em vui lòng cọc trước là 500.000 đồng giúp em. Đấy, vì dàn chung đóng cũng rất vất vả và nó cũng rất khá là cồng kềnh. Đấy, thì là 500.000 đồng. Nếu như các bác cọc thì các bác trả tiền phí ship hộ em nhé. Bên em chỉ miễn phí ship với các đơn hàng chuyển khoản đủ, anh em chú ý. Và giá là 2.600.000 đồng. Và giá em báo thì em chưa bao gồm phụ kiện. Bác nào lấy thêm phụ kiện gì thì báo em. Phụ kiện quan trọng của dàn thì nếu như anh em chưa có, anh em mua đem một cái đầu nguồn như này. Đây, dàn này công suất của nó nhỏ hơn 100W, cho anh em mua dàn đủ dàn trụ mini cũng được. Nhưng mà khuyến cáo anh em nếu như có điều kiện, anh em chơi cái đầu nguồn to này này của dàn trung này. Đấy, thì nó sẽ mát hơn. Còn đủ nguồn dàn mini thì vẫn đáp ứng được, tuy nhiên nó sẽ hơi nóng một chút xíu thôi. Đủ nguồn dàn mini này thì giá sẽ là 140. Còn đủ nguồn của dàn trung là giá là 250. Đấy, các bác mua cái loại nào thì mua. Đấy, cái thứ hai nữa là một cái dây. Dây chơi điện thoại nhá các bác nhá. Dây chơi điện thoại thì sẽ buộc một cái dây như này. Dây này thì 30.000 này. Đấy. Còn lại dây như này này thì sẽ là 50.000 này. Bác mua loại nào cũng được nhá. Đấy, tùy anh em chất lượng, tất nhiên là nó chênh như thế thì chất lượng sẽ khác nhau. Đấy, dây 30.000, dây 50.000. Hoặc là anh em thích chơi ở cổng trước như em chỉ ở cái lỗ này thì anh sẽ mua cái dây này là 40.000 này. Đấy. Đấy, dây 40.000 này, dây 30.000 này, dây 50.000 này, anh em mua loại nào thì chơi nhá. Hai dây này sẽ chơi cổng sau và dây này sẽ chơi cổng trước. Đấy. Các bác mua thêm chân kê thì mua thêm cái chân kê này để kê dàn cho nó đẹp nhá. Đấy, kê lên loa, kê lên dàn nó đẹp, 3.000 đồng một chiếc thôi. Anh em thích chơi Bluetooth thì đầu tư một cái cục đổi nguồn cục chuyển Bluetooth như này. Trị giá là 100.000. Anh em sẽ cắm, thay vì cắm điện thoại như này, em sẽ cắm một cục này. Đây, lỗ đây.
thì anh em sẽ biến bộ dàn thành bộ dàn có Bluetooth được nhá. Đấy là thêm 100.000 với cục này và cả sạc luôn. Đấy là các phụ kiện đi kèm. Đấy, bác nào lấy cái loại nào thì báo em nhá. Hoặc có rồi thì thôi càng tốt, các bác đỡ phải mua đỡ tốn kém. Đấy, rồi em xin cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video của Trung Kiên Audio. Em xin phép được kết thúc cái video test dàn tại đây.